chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út đầu tuần gặp nhiều may mắn, các tường ý công việc hanh thông, lúc nào cũng thuận bờ xuôi gió nha. Trước khi nói về vấn đề cô Sáu và Hà Mã và cá bảy màu thì Út nói sơ về vấn đề của bánh tét. Buổi tối hôm qua thì bánh tét tung lên cái đoạn ghi âm thì Út đã nhận khá là nhiều tin nhắn và cuộc gọi của cả nhà. Nhiều người hoang mang nói Út ơi chết Út ơi. Út ơi bánh tét quay xe Út ơi. Út ơi sao đi là nè Út ơi. Có sao không Út ơi, trời tôi sợ Út ơi này kia. Cả nhà bình tĩnh, cả nhà mình làm bất cứ chuyện gì hết bình tĩnh sẽ thắng hết tất cả. Thì cả nhà thì lo sợ nhưng mà Út chả lo sợ gì hết. Tại vì Út thứ nhất là Út tin tưởng đi. Thứ nhất Út tin tưởng đi, làm cái gì có chừng có mực, làm cái gì cũng có chứ biết nhìn chứ nhìn sao. Tại vì bánh tét đã quay xe nhiều lần rồi chứ không phải lần này không đó, nên đi sẽ về chừng một cái gì đó. Thứ hai, câu chuyện mà bánh tét tung lên ghi âm Ni đã nói hết trên mạng xã hội rồi, nó đã lộ hết trên mạng xã hội rồi đó, thì chả có gì quan tâm. Thứ ba, Ni được cậu phù hộ, được người này kia phù hộ thì không ai làm được gì hết. Thứ tư, dù bánh tét có tung lên đoạn ghi âm hay tất cả những gì thì cũng không ảnh hưởng đến cục diện pháp lý của Hồng Loan. Tại vì Hồng Loan đã hợp pháp thì Hồng Loan thắng 100%. Dù bánh tét hay bất cứ người nào có làm những chiêu trò ma mảnh ha ma mị gì đó thì sự thật nó muôn đời sự thật. Hồng Loan hợp pháp thì nó hưởng, những kẻ ăn nhờ ở đậu, những kẻ xấu sẽ cuối cùng sẽ được dạy dỗ nên người đó. Vì thế cả nhà đừng có hoang mang nha, cả nhà cũng là cả nhà thương đi và thương Hồng Loan đó, cả nhà điều tốt khá là nhiều luôn. Út biết rồi cả nhà, câu chuyện trên mạng xã hội là Út biết hết trơn á, nhưng mà cả nhà thấy thương lắm, kiểu như là hoang mang á, là đặc điểm Út á. Út ơi thôi, Út ơi xong rồi, xong Út ơi này kia đủ thứ á, cả nhà đừng có lo gì hết. Bánh tét cho nên nó quen cái thói rồi, cứ vậy hoài, quay qua quay lợn hoài chứ chả có gì để mà chúng ta hãy sắn lên cái nhà. Cái gì từ từ ha. Thì sáng hôm nay Ni đã lên tiếng cái nhà, Ni đã lên tiếng về câu chuyện ha. Út qua đọc cái dòng trạng thái của Ni sao mà Út nói về cô Sáu ha. Nói cô Sáu cười muốn bể bụng cái nhà. Mọi người ơi đừng lo, có lo quá. Ví dụ em bị ghi âm thì nội dung em cũng đã nói hết trên live của Trâm hoặc của em trước đây. Hai nhân vật trong nội dung cần lên án, Ni đã lên án. Chứ trước mặt Ni ngọt ngọt sau lưng Ni lại đâm sau lưng Ni nè. Cuộc chiến nó kinh khủng và tàn khốc do góc nhìn và độ cảm nhận của mọi người thôi. Chuyện cũng ngoài lề, với những nhân vật đến với Hồng Loan ra đi rồi cấu xé, chuyện pháp lý không liên can gì và tuyệt mật đến đoạn cuối cùng là có nghĩa là những câu chuyện này là ngoài lề thôi. Còn những cái chuyện mà pháp lý tuyệt mật của nhà Hồng Loan á là sẽ giữ bí mật tới cuối cùng cái vụ án này luôn, cuối cùng cái gia ma này luôn. Còn cái chuyện đi chia sẻ là cái chuyện ngoài lề thôi, không có gì liên quan tới pháp lý nhà Hồng Loan cả nhà. Còn có nhiều người nói Ni im, cuộc sống của Ni cần được tự do, miễn sao chuyện pháp lý Ni cần tiết chế đến mức triệt để. Mong mọi người đặt trường hợp vào Ni để hiểu. Tính Ni hơi ương ngạnh và bướng bỉnh hồi đó giờ, đó là khuyết điểm mà khó chỉnh sửa. Còn đã bảo vệ Hồng Loan, Ni còn thở thì Ni không bao giờ giờ gót xa khỏi Hồng Loan và khỏi căn nhà số 5 cho đến khi mọi việc vẹn toàn. Khi Ni mới trở về cuộc sống của mình, Hồng Loan chưa bao giờ dối Ni, sống quá tử tế đối với Ni, quá tình nghĩa với Ni, nên không vì những người khác bên ngoài khiến Ni phải bỏ Hồng Loan. Ni là người trọng chữ tín kèm chữ tình, nên Ni không bao giờ bán đứng bạn bè tri kỷ của mình trong cuộc đời này với ai sống quá tử tế với mình. Đó là Ni lên tiếng ha. Ni lên tiếng là trong cái cuộc đời này là Ni làm sống về chữ tín và chữ tình, nên chả có phụ lòng ai, nhưng mà người ta phụ lòng Ni khá là nhiều. Thì cả nhà yên tâm nha cả nhà, cả nhà yên tâm nha. Út nói về cô Sáu xíu, là cô Sáu thì giờ mệt mỏi rồi. Cô Sáu ngày hôm qua cô Sáu mệt, cô Sáu biết mình thua thì cô Sáu xỉu rồi nên đi nhập viện. Thì cô Sáu nói là cậu sang tên, sang cho cậu, sang cho Sáu, nhưng mà sang chắn tâm lý chứ không phải sang tên. Sang chắn tâm lý không phải sang tên đó nha. Cô Sáu nói là ai bây giờ muốn cái gì lỡ kiếm Sáu đi, bây giờ Sáu mệt lắm rồi, Sáu bệnh giờ Sáu thở không vậy hơn. Nó nghe là sao, nó nghe là sao. Con sống lâu năm, con sống lâu năm, mấy con già, con già như quỷ thôi.
chứ không, cũng không có ngu sáp. Tự nhiên giờ sáp bại trận rồi. À sáp, sáp là chuyên ăn dạ, sáp là chuyên ăn dạ, chuyên đổ thừa người khác. Tự nhiên giờ sáp bại rồi, sáp bại trận rồi, cái sáp tự nhiên kêu kêu người ta lại kiếm sáp, cái sáp sao sao ngã sao lăn ra, nó chạy bạch à, bớ người ta, bớ người ta, nó lại ăn hiếp tôi, nó lại làm gì tôi, lại làm tôi đó. Cái sáp nhả ngã ra, sáp ăn dạ, cái sáp bắt con nuôi sáp hả? Con đâu có ngu sáp, con sống lâu năm con già thôi, con già như quỷ thôi. Ừ, con còn phải nuôi con nữa, cái con đâu có khùng dữ gì sáp. Tự nhiên chạy là kiếm sáp, cái sáp nằm dạ, nó la làng lên nói con làm gì sáp đâu, thôi sáp rồi tha cho con thì sáp đó. Cô sáp nói là, cô sáp là không sợ bất cứ người nào, đúng rồi, con nhìn cô sáp là con biết rồi. Nhà từ đường mà cô sáu còn bán mà hốn hồn chi sợ ai, nhà từ đường của cha mẹ mà cô sáu còn tiễn đi mà nói cô sợ ai. Chuyện động trời động đất này cô sáu còn làm được chi sợ ai. Nhà cửa của ba người ta mà sáu dành như đúng rồi, sáu là quỷ khai sanh quỷ hộ khẩu con người ta thì cô sáu sợ ai. Nhưng mà cô sáu không sợ ai, nhưng mà xã hội lại sợ cô sáu, quý xã hội sợ cô sáu luôn. Sợ cái kính mà sống mà thất đức của sáu chứ sợ gì chứ. Cô sáu nói là cô sáu dặn đi làm mà đừng khóc, đúng rồi, cô sáu đừng khóc, tại vì ngày xưa thì cô sáu khóc á thì có cậu năm dỗ dành dân hết tài sản cô sáu, còn bây giờ cô sáu khóc đâu có ai cho tài sản cô sáu đâu, đâu có ai trả nợ cô sáu đâu, mà còn bị chúng dỗ, chúng xả, chúng chửi, chúng mắng nữa, khóc làm gì, dằn xuống khóc làm gì. Ngày xưa ăn quen đúng không, ăn quen mỗi lần khóc ấy, cậu dân hết tài sản, và bây giờ ăn quen cái lấy sự khóc ra hoài. Sáu mấy tuổi rồi sao hả? 66 tuổi hả? 6 tuổi hay 60 tuổi? Chắc con nghi 66 tuổi quá. 60 chuẩn bị học lớp 1 quá, đúng không sao? Cô sáu nói là đừng có ai đụng đến con cô sáu. Nó nghe nè, nếu mà cô sáu muốn á mà không ai đụng với con cô sáu á thì con cô kêu con cô sáu đừng đụng người ta, tại con cô sáu hiền quá, quá hiền, quá nhân hậu, nên người ta chửi á, chứ là con cô sáu giữ là ta mới chửi đâu. Đừng có đụng tới con cô sáu hiền quá, dễ thương quá, chửi đầu cha là không à, sống đầu cha là không à, mắt ta không đụng với con cô sáu. Ủa, con cô sáu đụng ta trước đó, con cô sáu kiếm chuyện ta trước đó, nhà của cha ta xin cho vô mùa dịch sống để an toàn mùa dịch, rồi làm đi chút bàn nhậu, rồi đi mã quá đời hồng đó là con nuôi con ruột, rồi anh đi kiện đi thưa là làm đủ trò ma mị với con ta. Mà cô sáu kêu đừng có đụng với con sáu. Đúng rồi, tụi con đâu có đụng với con cô sáu, tụi con để ông giáo đụng với con cô sáu, tụi con đâu có dám đụng, tụi con đâu có thẩm quyền, đâu có xã hội gì đâu mà đụng với con cô sáu, đúng không? Đụng với mẹ con cô sáu, mẹ con cô sáu ngã ngang ra giải bạch cái đổ thừa tôi, nó báo đời báo kiếp đó. Mà cô sáu nếu mà muốn người ta không đụng với con cô sáu á thì cô sáu kêu con cô sáu đừng có hại người ta, và đặc biệt là cô sáu cố gắng làm tài sản cho con cô sáu đi, đừng có suối con cô sáu đi dành nhà dành cửa con người ta. Dành nhà dành cửa người ta thì không cho người ta đụng, chắc mẹ con cô sáu là má người ta đó, là má người ta đó, má thiên hạ mẹ thiên nhiên đó. Đó, sống quen rồi, sống làm có cậu ăn hiếp người ta quen rồi, là má quen rồi, giờ tưởng ăn hiếp được không có đâu sáu. Thờ thế thôi. Nếu mà cô sáu muốn mà người ta không đụng với cô sáu đi làm đi kiếm tiền đi mua nhà mua cửa cho con, để là tài sản cho con cô sáu đi, đừng kêu nó giành giật tài sản của ai là không ai đụng với cô sáu hết, đúng không? Giờ này mà còn ngồi giống lên dỗ ngực xương tên đừng ai đụng với con tôi, đụng với con cô sáu làm gì, để chú áo xanh để công an đụng tới tôi đụng làm gì hả, đụng làm gì sao hả, tôi đụng để cô sáu sao ăn dạ hả. Cô sáu nó để thời gian không có thời gian tưởng nhớ cậu năm. Đúng rồi, làm sao mà cô sáu còn thời gian tưởng nhớ cậu năm. Thời gian cô sáu đi quýnh bài, thời gian cô sáu đi quýnh đề, thời gian cô sáu đi đủ âm mưu, thời gian cô sáu đi mướn người mướn người chửi người ta, mướn người chà đạp ta, thời gian cô sáu nghĩ ra cách kiện người ta, nghĩ ra cách dành nhà dành cửa người ta, lấy ra mà tưởng nhớ cậu năm hả. Cậu năm còn sống, cậu năm bệnh kêu vô ký tên để dành được sự sống của cậu mà không ký, giờ tưởng nhớ làm gì. Cậu vừa nằm xuống chửi cha bại liệt nhà thúi giữa gì, giờ tưởng nhớ làm gì hả. Cậu còn sống đài đỏ cậu, đài đỏ kiếp nhân sinh của cậu không còn gì hết, đài đỏ cậu không còn gì, vậy mà còn hãnh diện nói cậu vui vẻ khi trả nợ. Chẳng lẽ mới là giờ trả nợ cậu nữa, cậu rồi nước mắt cậu cạn rồi đó, cậu không khóc nghĩa là cậu cạn rồi đó. Cái sáu tưởng cậu vui vui mỗi lần trả nợ nên cái sáu mắc nợ hết lần này tới lần khác. Mình có hiểu được nỗi lòng của anh mình khi mà có hai đứa em như mình không hả, có hai đứa em 6-7 như mình không, mà mình còn hãnh diện anh tôi rất vui khi trả nợ. Có ai mà trả nợ mà vui bao giờ không nhỉ, trên cuộc đời này có ai mà trả nợ mà vui bao giờ không, trả
nợ cho bản thân mình đã không vui rồi, mà trả nợ cho người khác đã còn không vui. Vậy mà người ta nói hãnh diện khi được báo anh mình. Thiệt, bây giờ tôi không biết sáu mấy tuổi luôn. Thiệt, ôi bây giờ không biết sáu mấy tuổi luôn sao? Bữa nào sáu nói cho con sáu mấy tuổi giùm con. Ừ, chắc sáu chưa dậy thì quá. Sáu mới sáu mấy tuổi à, mới học lớp 1, lớp 2 à. Đã. Thương anh mình quá. Thương anh mình quá sao để ông xin thợ. À, thương anh mình quá sao sao để ông cưng mà con ở đợi nó thợ. Dù mình thương anh mình dù nhà nhỏ nhà lớn gì, mình làm một cái khánh nhỏ, mình thờ anh mình cũng được. Còn cái này để cho ô xin thờ. Mà lúc nào miệng cũng ra rã là thương anh mình. Thương dữ chưa hả? Thương hết bao nhiêu tài sản rồi. Thương đến lúc mà cậu nằm xuống mà không có tiền mua quan tài là thương dữ chưa? Thương hơi bị nhiều đó. Thương hơi bị lối lăn ô về đó sao? Đã. Nghe sao mà thương. Nghe sao mà thương cậu Năm á, tôi cảm lạnh luôn à. Chuyện tình của cô Sáu mà tôi cảm lạnh luôn à. Thương cậu Năm mà đưa thông tin à, chuyện đời tư cá nhân, cái chuyện mà riêng tư của cậu, chuyện giường chiếu của cậu đưa cho bánh tét à, đưa hết trên mạng, đưa trên Nguyên Công Tử à, nói xấu cậu đủ điều đủ chuyện. Vậy thương dữ chưa hả? Tôi mà nghe Sáu nói thương cậu Năm ấy là tôi lạnh tốt mà thôi luôn, lạnh cảm lạnh luôn. Cái chuyện tình của cái tình cảm của Sáu mình cảm lạnh luôn à. Thương mà phá hết tất cả những gì anh mình gầy dựng lên, thương dữ chưa? Phá hết tất cả những gì mà anh mình gầy dựng lên luôn, khủng khiếp chưa? Khủng khiếp chưa? Hả? Thương dữ chưa? À, thì cô Sáu bây giờ mệt lắm rồi, cô Sáu bệnh hoài luôn. Nhìn cái mặt cô Sáu là phong thủy không có cả nhà. À, mặt cô Sáu là u tối hết luôn. Về dần sáng đó, nó bị u hết rồi, bị che mờ hết rồi. Là sắp tới cô Sáu gặp một cái đại nạn rất là lớn đó nha. Rồi, thì Út sẽ phân tích một vấn đề mà ve lên chả treo ha. Fan của ve lên binh vực ve chả treo giành lại công bằng cho ve ha. Út đọc cái này xong giờ Út sẽ đọc một dòng trạng thái của một luật sư nổi tiếng trả lời cho ve biết để cho ve khôn ra ha. Mình không thích ve nhưng có những cái công tâm mà nói, mình nói bằng những gì tận mắt thấy trên thực tế. Ve nói đúng, nếu cậu Năm còn sống thì ai dám đụng tới ve. Đây ngắt ngang cái nha, đây ngắt ngang cái nếu cậu Năm còn sống ai đến được dám đụng tới ve và em gái của cậu Năm. Nó nghe nè, giờ ngắt ngang cái nha, để đọc tiếp nha. Rồi nếu tôi hỏi ngược lại là nếu cậu Năm còn sống ai dám giành nhà với Hồng Loan, ai dám nói là tu hú lụm lon, ai dám nói là con nuôi và ai dám với cái giấy tờ khai sanh, giấy hậu khẩu, giấy này giấy kia của nó đó, ai dám với nếu mà cậu Năm còn sống, ai dám đẩy cửa đập cửa sỉ sỏ vô mặt nó hả? Giờ cậu Năm còn sống, thằng nào con nào dám vô giành nhà giành đất giành hình ảnh của cậu Năm với Hồng Loan, dám không? Trước khi mình hỏi nếu cậu Năm còn sống ai dám làm gì ve và Sáu, nếu mà cậu Năm còn sống hay cậu Năm mất đi chăng nữa, nếu mà ve và Sáu sống đàng hoàng tử tế ai dám đụng tới ve và Sáu hả? Còn mình sống mất nết, mình sống giống này giống cái quỷ yêu nên người ta mới lên án mình. Còn nếu cậu Năm mất rồi hay cậu Năm còn sống mà mình sống đàng hoàng như bình thường, ai làm gì mình mà và vẫn dựa vô cái câu là cậu Năm còn sống ai dám đụng tới con với coi ve và cô Sáu. Vậy ta hỏi ngược lại, cậu Năm còn sống ai dám đụng tới cộng lông chân lông tai của Hồng Loan hả? Ngu vừa chừa tới ngu nhất đã. Rõ ràng Vũ Linh rất yêu thương ve và em gái, thì rõ ràng cậu Năm rất yêu thương ve và em gái, nhưng mà đặt hỏi ngược lại, em gái và cháu gái có thương cậu Năm không hả? Cậu Năm rất yêu thương cháu gái và em gái, nhưng cậu Năm thương Hồng Loan nhiều hơn. Tại vì cậu Năm thương em gái và cháu gái với tình thương của một người anh, còn cậu Năm thương Hồng Loan với một tình thương của một người cha. Hiểu không? Hiểu không mấy đứa? Hả? Mấy đứa? Mình công tâm nhìn thấy điều đó. Việc ve làm cho đúng, làm việc của ve, nhưng không có nghĩa là những gì cô ấy nói là không đúng. Nếu cậu Năm còn sống thì fan hâm mộ của Vũ Linh có tệ bạc với ve và má ve. Vậy tôi hỏi, nếu cậu Năm còn sống, fan của ve dám đụng Hồng Loan không hả? Cô Chiên sạc pin và fan của ve dám tấn công Hồng Loan, dám
chửi Hồng Loan là lụm loan, tu hú, dám nói nó đẳng cấp ăn trộm, dám nói là thế này thế kia không, dám không? Dám không? Mình hỏi thì mình cho ngược lại. Mình hỏi phải ngược lại. Ai dám hé miệng nói Hồng Loan là con nuôi hả? Ai dám hé răng nói Hồng Loan con nuôi? À rồi, thì một cái bài viết này trả lời cho fan fan ghê ha. Bác ơi, mình có ý kiến cá nhân cho những người cho rằng ghe đúng, nếu chú còn sống chú vẫn bảo bọc bao che cho em ruột người thân chú tôi xin có ý kiến. Bạn theo dõi tất cả câu chuyện sẽ hiểu những ngày cuối đời sức tàn liệt lực kiệt, biết chắc chắn mình sẽ ra đi, bệnh ông là ung thư, cái án tử mà ai cũng biết sẽ ra đi. Tại sao không nhập hộ khẩu hai mẹ con họ Ghe, trong khi nhập đủ năm đứa con của Hồng Loan và Hồng Loan bé Buôn nhỏ xíu vẫn được nhập, mà con của Ghe không được nhập? Thứ nhất, tại sao ông trao tay hết tất cả giấy tờ tài sản vào tay con gái? Xin lỗi, nếu một loại giấy tờ mà thiếu thì Hồng Loan không bao giờ sang tên được. Tại sao ông không để lại một câu di chúc cho anh em ông cháu một ít tài sản, nhiều chứ không phải ít, dù lúc đó cả nhà đều hướng ông làm bình tinh, sợ khó xử nên nhắc nhở ông làm, ông vẫn không làm. Chị ba bình tinh nhắc làm đi chút mà vẫn không làm ha. Tại sao gọi bùm bùm mỹ mỹ nhắn nhủ ở đây hỗ trợ chị Loan, giúp chị Loan mà không ai khác? Tại sao gỡ bùm bùm với mỹ mà tại sao không gỡ Ghe với má Ghe để mà sau này giúp đỡ Hồng Loan? Tại sao? Tại nhìn ra bản chất của mẹ con Ghe rồi. Chi tiết ghi tên Ghe ở bệnh viện cũng quan tâm. Thật ra đơn giản ông muốn về nhà vì tự hiểu bản thân không cố nổi, mà con Loan lại yếu thế không quyền nên thuộc buộc phải gian sinh bà sáu tác quay tác quyền từ khi ông nằm bệnh viện. Ông nhờ Ghe tác động mẹ cho về, lúc đó chắc chắn cô Sáu không muốn ông về vì không muốn người mất trong nhà, mà cô Sáu nghĩ ngôi nhà đó thuộc về mình, sợ cậu mất trong nhà sau này sợ ma cái nhà. Nên ông và Loan gian sinh. Thật sự tình cảnh này rất xót xa cho cha con, một người yếu ớt sắp ra đi, một con bé cô thân cô thế không có tiếng nói, mỗi việc về nhà cũng không được. Cậu muốn mất về nhà mà cũng phải xin ý kiến Sáu. Hồng Loan muốn vô nhà căn phòng của ba mình ngủ cũng phải xin ý kiến Sáu. Sáu tắc quay thắc quái, Sáu lộng hành lâu quá rồi, giờ thờ của Sáu hết rồi, thờ của Sáu hết rồi, Sáu không còn lộng hành được lâu nữa đâu. Khi ông chấp nhận cho ở rất vô tư, không việc gì, vui vui nhậu nói vài câu cả vui cả làng, nhưng ông dần dần nhận ra bộ mặt thật họ khi hối thúc câu chuyện sang tài sản nhập hộ khẩu di chúc này có được bưng kể lại. Ông sợ cả ô xin khi nói trước mặt ô xin. Khoảng thời gian ở chung nó khác rất nhiều, khác một thời gian khi hiểu nhau 2 năm dài, clip lên hình của Ghe đưa lên toàn là những thời gian tay bắt mặt mình trong thờ cô viết, vì cậu sợ người thân mình bị này kia. Thờ cô viết thập tử nhất sinh khiến người vô thường, ba mẹ Mỹ đều mất thờ Covid. Ông mới gọi cả nhà cho qua ở nhờ chứ không phải cho ở mãi mãi. Covid qua lâu rồi mà họ không chịu đi, họ dần bộc lộ bản chất. Thời gian này ông nhận hết tất cả nhưng bất lực vì đau yếu, chỉ âm thầm làm những gì cho con cho cháu. Con của Hồng Loan là bàn giao tất cả tài sản và ra đi thanh thản. Em và cháu họ hàng ông đã chọn vẹn một đời hết duyên, đời con cháu ruột ông phải thoát cảnh khổ để ra đi. Cái người này viết rất là cặn kẽ, cái người này rất là son sắt cả nhà, công nhận cái người này son sắt, viết một bài viết giống y chang như người này đang ở trong nhà cậu luôn, nó đúng cục diện từ đầu tới cuối luôn.
À, mình nói là khi cậu còn sống không ai dám ăn hiếp dê và sáng. Vậy tôi hỏi khi cậu còn sống ai dám nói Hồng Loan là con nuôi, ai dám giành nhà giành cửa nó, ai dám đầu quỷ khai sanh, quỷ quyền thừa kế, quỷ hậu khẩu nó, ai làm những trò ma mị ta nhầm dần dần trên mạng xã hội, ai dám làm? Cậu còn sống thở còn dám thở, đừng có nói cái kiểu mà giành nhà giành cửa. Giờ bây giờ lên nói là nếu cậu còn sống không ai dám đụng tới dê. Tại sao dê với má dê không dựa vào ba mình, không dựa vào bản thân mình mà suốt đời suốt kiếp lại dựa vô cậu hả? Hả? Dựa vô cậu? Trời ơi, mình sống mà mình tựa vô một cái bóng nào đó. Mình nói là dựa núi, núi sẽ đổ. Dựa cây, cây sẽ gãy. Dựa núi, núi sẽ đổ. Dựa người, người sẽ ra đi. Mình phải dựa vào bản thân mình mới chắc ăn chứ, đúng không? Đó, rồi nói tới Hà Mã đi. Hà Mã nói là Hồng Loan chính là con bán cá ngoài lề đường. Nó nghe nè, không có người bán cá lấy gì ăn hả Hà Mã? Hả? Không có người bán cá lấy gì ăn hả? Giờ mấy người bán cá rồi có gì đâu mà xấu hổ hả? Bán cá giàu dữ lắm chứ không phải giỡn đâu cả nhà. Út với má Út là ngày xưa bán cá chợ cây da xà nè, ở giờ là nó là thuộc quận 6 đó, là chợ cây da xà đó. Đó là Út với má Út là bán cá vậy đó, đó bán triền miên luôn á, bán mà đắt đến nỗi mà bán buổi sáng xong mà chiều phải đi bán một lần nữa, biết bao nhiêu nữa mà bán lờ bạc dạ luôn chứ đâu phải bác bữa bán cá có gì đâu mà xấu hổ. Mà chửi Hồng Loan là con bán cá hả? Không bán cá lấy gì ăn hả? Mấy người là bán cá lên tiếng tôi coi. Hà Mã chửi Hồng Loan mà chỉ là một con bán cá thôi, đúng, nó chỉ là một con bán cá thôi. Nó lấy tay chân nó lao động, nó kiếm tiền nuôi con nó, chứ nó không tựa vào ai, nó không nhờ ai, nó không ăn cắp ăn trộm, nó không cướp nhà ai, nó không sống nhờ sống đậu vào ai, nó không ăn gần ăn mò của ai hết. Nó tự sức lao động của nó bán cả từ con cá, nó nuôi con nó là vinh hạnh chứ có gì đâu sai. Nuôi năm đứa con có gì đâu sai, trong khi sáu có một đứa con nuôi không nổi cậu nuôi, dê có một đứa con nuôi không nổi cậu nuôi, vậy là bên nào xấu hổ hơn Hà Mã hả? Còn mình chửi người ta là con bán cá, còn mình là con gì? Mình chỉ là một con bán cơm, thuê nhà bán cơm ế, bán cơm ế không ai ăn à, đi chửi thuê chửi mướn thôi, đúng không Hà Mã? À, nó bán cá mà bây giờ nó mấy shop, nó lanh lợ, nó linh hoạt trong vấn đề kinh tế, nó đẻ ra shop tùm lum, nó bán buôn bạc dạ luôn. Vậy mình có bằng lóng tay lóng chân nữa không mà chửi nó là con bán cá? Lúc trước bảy màu thì chửi là con bán rau cải, bây giờ heo Hà Mã thì chửi rau bán cá. Vậy không có thứ rau cải với cá, vậy lấy gì ăn hả mấy đứa? Mấy đứa quay xe hả? Không có mấy người bán rau cải và mấy người bán cá lấy gì ăn? Ngoài chợ mà rau cải với cá là cái đặc thù là rất quen thuộc đó. Mà mình chơi người bán cá, chơi người bán rau, vậy là lấy gì ăn? Hả? Mình mai chiều đi chợ đừng mua cá nha Hà Mã. Đừng mua cá nha. Mua quần á, đừng mua cá, mua quần á. Anh Thần ơi. Rồi, nói tới cá bảy màu xíu đi. Cá bảy màu chửi bác sĩ Long, nó nghe là cá bảy màu. Nó nghe là cá bảy màu. Cái tầm của cá bảy màu á, cái tầm của cá bảy màu nó không đụng được cộng lông chân của mà bác sĩ Long, với lại mà sách dép bác sĩ Long không cho nữa, chứ đừng có lên tiếng mà cho tránh chỉnh ba bác sĩ Long. Nó là bác sĩ ADN chửi anh Bóng tại sao không dám nói về bé ngoại vô ơn. Nay chị bảy màu kêu Hồng Loan bà ngoại rồi, vậy Hồng Loan mai mốt nói chuyện là kêu chị bảy màu bằng cháu nha, phải kêu bằng cháu bảy màu nha, phải kêu bằng cháu bảy màu nha Hồng Loan, phải kêu mình bà ngoại mà, đúng không? Là tại sao bác sĩ Long nói ADN? Bác sĩ Long ADN là kệ kìa, người ta chị nói ADN không có quan trọng nữa, tối ngày cái ADN ngoài mắc mớ gì hoài vậy hả? Đã người ta không cần ADN, người ta chỉ cần hợp pháp là được rồi, giờ mắc mớ gì giờ vòng vòng cái ADN hoài vậy hả? Giờ thua rồi không biết gì nói hả? Không có chủ đề nói hả? Nói nhảm nữa, kiếm tiền ăn hả? Chị bảy màu hả? Chị mì cay cậu thấy mắc cỡ quá. Vòng vòng đã ông giáo nói là không cần ADN, chỉ cần hợp pháp là được, mà cứ vòng 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 ADN hoài mắc cỡ quá. Bí đường hả? Không còn đường nói hả? Thôi bớt nói đi, bớt nói đi chơi vòng cho cái ngày mình sắp hết rồi, cái thời hạn sống mình sắp hết rồi, cái bên mặt thời hạn sống mình sắp hết rồi à, mình giá cố gắng đi, hiểu không? Ồ, cỡ mình không biết đụng được cộng lông chân của bác sĩ Long không? Bác sĩ Long kêu sách dép, biết được tư cách sách dép bác sĩ Long không? Mày đặt lên chấn chỉnh bác sĩ Long, trời ơi. Bởi vì nói mấy bông hậu mà mua giải nó vậy cái gì? Bản chất của mấy bông hậu mua giải vậy đó. Bản chất của mấy bông hậu mà thi những cái giải mà không ai biết đến là nó vậy đó. Bản chất là vậy đó. Chứ không có giống như bông hậu mà ta chính quy, những bông hậu ao làng, những bông hậu là rừng rú, giống như là của La Tha thành phố nói, những bông hậu mà mua giải, những bông hậu tự xưng nó vậy không? Tính nó dần dần. Trong cái drama này hai cái bông hậu mà tôi nổi da gà luôn, thiệt. Trong cái drama này hai cái bông hậu mà Út nổi da gà luôn, Út nhìn được bản chất hai bông hậu mà Út tẩn luôn.
tưởng người luôn á. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye.